Còn nếu mà làm thấp hơn là không được. Ống khí phải làm cao dài như này mới được. Còn nếu mà làm thấp hơn là không chịu đâu. Đây loa vô này. Đây là âm này và đi vào trong phòng mở nhỏ thôi. Một loa thôi, nhiều quá nó không hết, nó mất mất ức chế hết toàn bộ ngoài này luôn. Đấy còn những cái này đấy. Vào những cái mùa mưa ấy, nó ẩm nhiều á. Mình không muốn cho ẩm mà nhiều thì chú nào cho có cái to này, cái bên đây, biết cái lỗ này nè. Cái ẩm nhiều vào nguy hiểm, móc nhà luôn. Đấy, sau đó mình chỉnh một tí này, tất cả những cái lỗ này nè. Nếu mà cần chắn sáng lại thì mình đưa cái co dưới này, mình đưa đây thôi, chỉnh cái này lại. Nó ok đó. Đấy, âm lượng nó vậy thôi. Còn cái này là chúng phần nào nó cháu nhé. Làm nó cháu là bắt chéo nó qua lại, bỏ cái băng đạn lên nhé. Cái băng đạn nó không giải quyết cái gì đâu. Rồi cái này bắt chéo lại nó góc luôn. Đấy. Cái băng đạn kia này bỏ đi ha. Nó lồn dập nó làm không được cái gì hết á. Âm cháu chỉnh cái này là ok rồi, chứ tháo cái này ra là mọi việc là trong nhà này đi rung hết. Tại anh em cháu được xa lắm, cháu về là 90 giờ đêm rồi đó. Chú này cũng làm được. Nên là đi nhà chú cháu làm là chiếu cho chú thôi. 90% rồi 10% chú phải làm. Nha. Còn cái ống hơi này là không cần thiết lắm. Ẩm như bây giờ là trước mắt chú không dùng ẩm nữa nha, thưa cháu. Nhà chú chưa đủ điều kiện để dùng ẩm nhé. Được rồi đấy, nó quay này được rồi đấy, tất cả nó mở hết lỗ kìa, cho khí ra cho rất đều này. Còn cái chỗ kia thì nó mưa nó hơi bào tí nhưng cháu đã xây nó quanh rồi. Đấy, tất cả này đầy đủ hết rồi đấy. Là chú yên tâm vận hành thì cũng có gì để cháu. Còn âm hôm nay thì âm du cháu không có thay âm của chú đâu. Nhâm tấn cháu phải làm lại 6 phút. Đoạn âm 6 phút nó có pin mất cặp và tiếng sinh con thôi. Tại đây chưa có nhà kia nhiều điểm lắm. Mình lấy chim con được ha. Bố trí là đất. Bố trí lại hết rồi đấy. Dạ. Dồn lại thẩm trong cái nhà này có 30 thôi. Nha. Các bạn chú sửa cái kia là chú cũng nhanh ý là chú sửa rồi đấy. Chứ để cho người ta là chết. Thôi. Không xuống được đâu. Không xuống được đâu. Chú làm như này là rất ok. Mà nó đảo rất nhiều. Dạ. Ngày xưa ta thiết kế rất rắc thì không phải. Sau cháu làm nghề giống sửa chữa căn nhà này, đập phá là tốn tiền lắm, khổ lắm, không sung sướng gì hết. Cháu đi sửa trong Phú Quyền để lựa chọn mà. Làm được Phú Quyền để lựa chọn. Có sao sửa vậy đấy chứ. Đấy, cháu kết cấu loa lại cho chúng này. Thấy không? Một thứ rất là ok nhé. Dây dọ lúc 10 sáng này nó lòng ngoằn hết. Bây giờ này gom lại hết rồi. Thấy không? Có gì kia cao quá không còn được, nó phóng là cháu nó cắt hết cho chúng rồi. Đấy, âm bây giờ nó phóng lên trên qua lỗ này này. Nha, chiều này chúng về là xin ok. Có gì tôi thích quay lại để cháu coi cho nó sướng. Đấy nha, thôi cái này. Chúc chú nghe chuyên nhân tổ. Dạ, dạ, được rồi, ok. Đấy, âm thì nó rất là nhẹ nhàng. Không có gì gì cả, nha. Không hết phóng, hết lắp đây rồi. Quay lên để cho bà con coi. Rồi.